Ở đây đẹp quá hả cô? Hồi ở bên nhà, ba con thường nhắc quê nội Việt Nam đẹp lắm. Hôm nay đi chơi, nhớ thời còn đi học quá. Trời ơi, kiến quá trời luôn à. Thì kiến càng nhiều thì trái càng ngọt mà. Ngọt không? Phải không? Bảo đảm. Chơi mấy trái nhé. Ăn thêm mấy hương nha. Uống thuốc đi Khoa. Cảm ơn. Trời ơi, mày thấy không? Cây dừa này dừa bây giờ cây trái xung xuê hơn hồi xưa nữa. Ăn đến nỗi cái bụng phình to ra rồi nè. Dạ. Hai ông uống dữ ha. Bé cầm bữa đi Khoa. Món cá nướng này ngon vậy ha. Em cuốn cho anh đó hả? Mì ngoan quá. Chỗ của nịnh nghe chưa. Thôi mình về để cho Khoa chuẩn bị. Mì. Vậy hả? Dạ. Đi hả Khoa? Cô cho My nè. Chúc mày về bển thành công và nhiều may mắn. Không, chính các bạn mới là người hạnh phúc và thành công. My về nhớ ngoan nha. Dạ nhớ. Dạ. Anh đi nha. Chào anh. Tạm biệt. Dạ chào anh. Chúng ta đi. Bye bye. Để tim xót xa đớn đau, tình vỡ.
Yes.